Ủa hay mà. Đó là mà ủa. Đó. Yến quay đi trước khách Yến ơi. Đề nghị chồng phong câu những khác bạn ơi. Báo. Báo con này giỏi lắm nè. Con này to này. Ừ, con đấy to. Quỳ lên dép bên kia thì có mà quỳ lên. Tới. Đâu? Đâu rồi? Dạ. Đâu rồi? Đâu rồi? Ôi, có thấp thế này. Cháy. Thế là nó được diện nó khỏi. Kệ nó rồi, không cần quạt đâu. Ừ, nó chỉ lấy hơi nóng thôi, quạt ra nó cháy đấy. Ừ, thế. Dạ, ấm thử ạ. Chờ nó hôi. Cái đầu tiên lên. Thế mà khai đây, không được. Chị ơi, dạ. Yêu khổ. Yêu chị ơi. Tâm. Mẹ này. Tâm. Mẹ này. 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 Ba đôi này. Mẹ 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 Lào ấy. Ừ. Ui giời ơi, cái dao để đây nguy hiểm chết đi được. Ôi. Đánh một cái là nó sợ. Đấy. Ôi, cẩn thận nhá. Đây đây. Đâu bắt hai, chưa bắt đấy à? Ăn không? Hai này. Con này lâu chưa. Lâu. Sợ nhớ gọi em mới. Đấy. Hai. Một cái đánh. Hai, ba đứa không bắt. Đi bán. Mình hết bài rồi. Đôi quy này. Ô, để chết mẹ. Báo phát á. Ơn. Sao nữa? Chắc rồi. Đâu cho thoát. Đôi này. Các xuống xuống hết tầm mấy cái có mình ngủ đấy. Hai đôi này. Đúng nhà này nhất rồi đấy. Ba đôi này. Đó. Anh ơi, ba đôi kìa. Bẩn nó cái nào đây. Cô Thảo ơi. Nhường nhất mẹ rồi đúng không? Mẹ chắc là đôi ra là nhất à? Nhường à? Này, không nhường tám anh đôi phát ảnh nhất ảnh. Con tám sao lại chạy về nhà kia, con chạy bên này. Sắp tóc chín rồi hả? Lâu. Anh đây lâu à? Thế là sống con sống kìa. Lấy cái áo kia làm vô. Thôi cho anh chín đi. Trẻ con lên rồi. Lớn lớn lên rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Mình nhà đấy cho mình. Không biết làm nước chấm à? Có, chuẩn bị làm. Không phải làm gì đâu, làm gì có gì, ai biết làm. Ở dưới ạ, vâng, chưa cháy khói mà. Có bảo chị lấy cái ớt khô. Có, chị giảm mẹ cho cái quả không? Giảm mẹ cho, nó cái chị gái như rồi mông á. Rồi mông thì mình có biết kẻ mũi. Rồi mông ấy, rồi gật gật ra. Cứ cho nó vừa mới một chút nó vẫn chịu ra. Nó đi đánh con nhé. Nghe, thì anh ấy tất nhiên chẳng. Nó nói, cô ấy nè. Nó nói giờ thì chửi. Cô hỏi, nghe, là cái này là con. Đi xe được hả? Cái đọc tí cái tàu này hả? Cái đọc tí cái tàu này hả? Cô bia làm hết tiêu. Nghe, hết tiêu giống một điều. Nghe, tiêu được hai cái tàu này hả? À, có ông không đang lấy nhỉ? Con nào nhớ ra này? Cái ông già già kia đây. Con nào nhớ? Thế giờ cái cạnh. Đấy. 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 Đấy
6, 5, 6, 7. Đừng quạt anh ạ, đừng quạt. Cái đó. 5, 6, 7 à? Thế đó, nó nóng quá là nó cháy đấy. Đi phi cao. Để vậy lắm. Thế nhờ? Đấy vốn. Tí nữa bà chị, tí bà bà mợ đây. Quay xin đâu rồi đấy. Ô, chúng tôi quỳ được lâu thế à, mình quỳ hai ván mà thế. Con ăn nhà kia lên rồi. Hầm có hai. Đi bộ lại đi, lội suối đi. Anh lên rồi. Bộ ảnh à. Xin mà mày có peng peng rồi bố ơi. Một cái về đó con. Đi lên lên chỗ này đấy. Nhẹ thì rém cho nên cũng chuyện cháu chó nữa. Sao mà thui hết này. Thui thế nó mới ngon. Chiều nay ai đi đám cưới không nhỉ? Chưa, chú đi cho mẹ đi với nhá. Mẹ cháu đi với nhá. Chuyển lên cho bác băng này đấm này. Đấm này. Ôi. Đi cháy cái nào? Bên này. Ô, này. Đây này, xuống nhà. Bố à, tay con đi ra đánh à. Con xuống. Đây, tay con đi ra đánh à. Đây, tay con đi ra. Đi ra kia để mình. Ô, thằng Hùng với thằng nào? Ô, thằng Hùng đi bên chỉa bao ấy, ông bên chỉa này này. Kiểm trở ướt rồi. Nó chạy tốt, nó đi tốt quá. Ướt rồi. Nào chú tao ơi, dập quất nè. Mày chỗ nào, mày chỗ này à? Chú xin chết rồi mình ra đây. Mày chỗ kia rộng. Bắt chiều. Bắt chiều gái. Em ơi, dù hả hả nế dù mông nữa. Dù mông. Ở ta tư dân nè. Như hả dâm chi à, dâm chi à. Ông không là mày đón nha. Không là mày đón là như dâm chi à. Mua này em mua được hả? Nặng quá, bây giờ quay này. Ôi mẹ nhà. Con ngồi hê ha. Bố ngồi mày sức này say đây. Em để bên kia kìa. Bố lỡ. Kia ở bao nhiêu? Cái bố lá thì con đi. Bố lỡ xe thì nó không gọi đi bao nhiêu. Xem to hả liều. Vừa lùng nhất. Xem to bao ngoại tả ai à. Bố hiền mày nhâm lỡ. Bố em mua chăm lỡ. Bố lỡ ta là qua đi à. Không ăn đâu. Thấy cả làm xe đó. Bố này ôm chị cẩn thận. Thế thì đánh đấy. Rồi đó. Rồi đó. Con mẹ của tao. Phản ứng là mày xí. Con đi mày đâu? Xong.